Nếu như chẳng có dòng hương, câu thơ xứ Huế giữa đường đánh rơi. Từ lâu, sông Hương là hình ảnh được nhiều nhà văn, nhà thơ sử dụng khi nhắc đến xứ Huế. Sông Hương có làn nước trong xanh, tĩnh lặng, in bóng những hàng cây thành quách hai bên bờ, như là bức tranh thủy mặc tuyệt vời của tự nhiên. Chạy dọc theo cố đô, sông Hương như một dải lụa hiền hòa uốn quanh, trở thành một phần quan trọng trong mỗi người dân xứ Huế. Ai đã từng đến Huế thì không thể không nhớ đến dòng Hương Giang, bởi không chỉ góp phần tô điểm thêm cho vẻ đẹp của Huế mà dòng sông này còn ẩn chứa nhiều huyền thoại. Sông Hương bắt nguồn từ dãy Trường Sơn với hai dòng chính là Tả Trạch và Hữu Trạch. Đến ngã ba Bằng Lãng thì hai dòng hợp lại thành sông Hương, với non nước hữu tình là nơi gặp gỡ của mây trời và núi cùng với dòng nước hiền hòa. Cảnh sắc ấy đã níu chân nhiều lữ khách. Trước khi về với vùng châu thổ êm đềm, sông Hương đã là một bản trường ca của rừng già. Khi ra khỏi rừng, sông Hương nhanh chóng mang một sắc đẹp dịu dàng, trở thành người mẹ phù sa của vùng văn hóa xứ sở. Dòng sông như một dải lụa hiền hòa, miên man chảy, rồi như một người dẫn đường, xuôi dòng đưa du khách đến miệt vườn vĩ dạ, với vườn hoa thảm cỏ xanh mướt, ngược lên thiên mụ để thả mình theo tiếng chuông chùa văng vẳng, rồi đột ngột rẽ vào sông Bạch Yến, tới bến Huyền Không để phiêu diêu cùng với gió mây, với thế giới của hoa thơm trái ngọt và thiền giữa một không gian cổ kính. Thời gian như nước chảy về đông, vậy mà lịch sử sông Hương cho đến nay chưa ai chứng minh được sông bao nhiêu triệu năm tuổi. Nhưng với những gì mà sử sách lưu lại, chúng ta đã có thể hình dung về một sông Hương có tuổi được xếp hạng lâu đời nhất, tương đương với những hệ thống sông Lưỡng Hà. Ngay cả cái tên của sông Hương thơ mộng cho đến nay cũng ảo mờ sương khói huyền thoại, đến mức mà sau hàng triệu năm hình thành, đến giữa thập kỷ 80 của thế kỷ 20, nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường qua những trang bút ký tuyệt hay cũng đã phải bồi hồi. Ai đã đặt tên cho dòng sông? Tên sông Hương có từ bao giờ? Nước sông Hương có thơm như huyền thoại không? Hàng trăm năm qua, từ khi nàng Huyền Trân công chúa nước non ngàn dặm ra đi, đem về cho đất Việt hai châu Ô Lý, trong đó có con sông này, thì đã có nhiều lý giải về lai lịch tên sông. Theo sách cổ, trước khi mang tên sông Hương, con sông này tùy theo thời gian có những tên gọi khác nhau. Sách Dư Địa Chí của Nguyễn Trãi năm 1435 viết tên sông là sông Linh. Sách Ô Châu Cận Lục do Dương Văn An nhuận sách vào năm 1555 viết tên sông là Kim Trà Đại Giang. Sách Phụ Biên Tạp Lục của Lê Quý Đôn viết vào năm 1776 gọi tên sông là Khương Trà. Qua bao thời gian, sông Hương vẫn còn nhiều tên gọi khác nữa. Trong dân gian vẫn còn tồn tại nhiều cách lý giải mang tính huyền thoại hơn sách vở. Gọi là sông Hương đơn giản chỉ vì từ xa xưa, dòng sông này chảy qua những cánh rừng có nhiều thảo mộc, có hương thơm, nên khi vào Huế, dòng sông đem theo hương thơm của cây cỏ thiên nhiên. Huyền thoại về nén hương mà người đàn bà nhà trời trao cho chúa Nguyễn Hoàng để tìm đất định đô khi người đang tuần du trên sông Hương vào năm 1601. Tạ ơn người đàn bà nhà trời mách bảo, chúa cho xây quốc tự,
nơi đã được báo mộng bên sông đặt tên là Thiên Mụ. Như vậy, theo truyện kể, người đặt tên sông Hương, chỉ nén hương, là chú Nguyễn Hoàng. Năm 1981, nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường khi viết đến đoạn kết của bút ký nổi tiếng Ai đã đặt tên cho dòng sông, đã lý giải rằng có nhiều cách trả lời cho câu hỏi ấy. Trong đó, tôi thích nhất một huyền thoại kể rằng vì yêu quý con sông xinh đẹp của quê hương, con người ở hai bên bờ đã nấu nước trăm hoa đổ xuống lòng sông để làng nước thơm tho mãi mãi. Tôi lĩnh hội ý nghĩa của truyền thuyết ấy như nhà thơ chọn bút hiệu của mình, gửi gắm vào đấy tất cả ước vọng muốn đem cái đẹp và tiếng thơm để xây đắp văn hóa và lịch sử. Và sông Hương đã không phụ lòng người khi đã mang về nguồn tôm cá dồi dào và miệt mài bồi đắp cái đẹp và hương thơm cho xứ Huế. Kính thưa quý vị, cũng thật là tình cờ khi mà những ngày Thanh Tùng đặt chân đến vùng đất cố đô là những ngày mà nơi đây bắt đầu những cơn mưa đầu mùa, làm cho vùng đất cố đô càng trở nên mang mát lãng mạn. Như câu hát mà chúng ta vẫn thường nghe là chiều mưa phố xưa u buồn, và bây giờ thì Thanh Tùng cũng cảm nhận được điều đó thưa quý vị. Một nơi mà Thanh Tùng muốn giới thiệu đến quý vị trong chuyến viếng thăm Huế lần này đó chính là chùa Thiên Mụ, được xây dựng từ năm 1601, có nghĩa là đến nay đã hơn 400 năm và trải qua biết bao nhiêu sự biến động của thời gian cũng như lịch sử, ngôi chùa vẫn giữ nguyên được nét kiến trúc và đây đã trở thành một vùng đất linh thiêng mà bất kỳ du khách nào khi đến Huế cũng muốn một lần viếng thăm. Giữa bao nhiêu thắng cảnh đã gắn bó với dòng Hương, ngôi chùa Thiên Mụ qua bao thời gian vẫn còn giữ nét u tịch và thiêng liêng. Và ngày ngày trong miền non nước nên thơ ấy, tiếng chuông chùa lại vang vọng ngân nga sớm chiều, mang lại cho con người ta cái cảm giác thanh tịnh, bình yên đến lạ kỳ. Bởi vậy mà từ xưa mới có câu ca dao: gió đưa cành trúc la đà, tiếng chuông Thiên Mụ canh gà thọ xương. Một chiều mưa lất phất bay, xuôi thuyền qua bến Vân Lâu, giữa dòng Hương dịu dàng và chậm rãi, lòng lữ khách không khỏi dâng lên những xúc cảm lạ kỳ khi nghe vang vọng câu hò mái nhì mang mát, gợi lại tấm lòng yêu nước thiết tha của dân tộc ta mà tương truyền gắn liền với tâm sự của vua Duy Tân thuở nọ. Chiều chiều bác ngồi tại bến Vân Lâu, ai câu ai sầu ai thầm, ai vợ mà ai đã trong địch. Thuyền ai thấp thoáng đài vì bến sông, đứa câu rồi có mãi. Mãi đầy bái trầm tẩm lòng, ô non bị nước non. Dẫu trải qua nhiều thăng trầm lịch sử, dẫu có nhiều đổi thay, thì cầu Trường Tiền vẫn soi bóng bên dòng Hương Giang. Qua bao nhiêu thế kỷ, cầu Trường Tiền vẫn là một biểu tượng đẹp, lãng mạn của đất cố đô, là một nét thơ xứ Huế. Hình dáng mềm mại, duyên dáng của cây cầu trong khung cảnh thơ mộng đã gợi lên nhiều cảm xúc cho các văn nhân, thi sĩ. Cầu Trường Tiền cũng là một địa danh gắn bó với cuộc sống, tình yêu của con người ở nơi đây. Cầu Trường Tiền, sáu vài 12 nhịp, em theo không kịp, tội lắm ai ơi. Bấy lâu mang tiếng chịu lời, anh có xa em đi nữa, cũng tại ông trời nên xa.
và đêm xuống, sông Hương thao thiết chảy vào lòng Huế như chảy về miền cổ tích với những câu chuyện huyền thoại. Kính thưa quý vị, có thể nói rằng ca Huế là một loại hình nghệ thuật đã ăn sâu trong tiềm thức của những người con đất cố đô, và còn gì bằng giữa đêm như thế này lên đênh trên dòng sông Hương thơ mộng và được nghe những giọng ca ngọt ngào tuyệt vời của những người con gái xứ Huế và những người con trai, những câu hát đối đáp của ca Huế thì còn gì bằng, phải không thưa quý vị? Có người nói rằng nếu chưa nghe ca Huế trên sông Hương thì xem như chưa một lần đến Huế. Còn gì thú vị bằng buông thuyền trên dòng sông Hương thơ mộng để thả hồn vào những điệu hò mênh mông, những câu hát Nam Ai, Nam Bình, sâu lắng. Ca Huế trên sông Hương là một hình thức sinh hoạt nghệ thuật độc đáo của người dân cố đô, được lưu giữ và phát triển qua hàng trăm năm nay. Vì thế, du khách khi đến Huế, ngoài nhu cầu thăm thú, tưởng ngoạn những đền đài lăng tẩm Huế, ai cũng mong được một lần tựa mạn thuyền rồng để nghe những làn điệu ca Huế ngọt ngào sâu thẳm cất lên trên bồng bềnh sông nước Hương Giang. Đặc biệt là những người yêu Huế muốn thẩm thấu trọn vẹn cái hồn, cái tình của Huế ẩn sâu trong thú chơi nghệ thuật tinh tế đặc sắc này. Khi thành phố bắt đầu lên đèn, cầu Trường Tiền lấp lánh trong đêm với đủ các màu sắc, thì những chiếc thuyền rồng lần lượt rời bến, chậm chậm ngược dòng sông Hương, đêm ca Huế bắt đầu. Thuyền rồng hững hờ trôi trong màn sương, khán giả trên thuyền kẻ háo hức ngắm thành phố Huế thơ mộng từ sông Hương, người thì chăm chú xem các đờn ca chuẩn bị biểu diễn. Ca Huế được chia thành hai điệu chính, điệu khách hay còn gọi là điệu Bắc và điệu Nam. Điệu Bắc thì trang trọng vui tươi, âm sắc trong sáng rộn rã như cổ bản, long ngâm, hành vân, long điệp. Điệu Nam thì trữ tình sâu lắng, xen lẫn cái da diết bi thương, thổn thức như Nam Ai, Nam Bình, Tương Tư Khúc. Ngoài hai điệu chính, ca Huế còn có nhiều hơi nhạc như Thương, Ai, Xuân, Thiền để diễn tả những cung bậc sắc thái, tình cảm khác nhau khi thể hiện. Chính hơi nhạc đã làm cho các danh ca, danh cầm Huế không còn là người diễn xướng đơn thuần những làn điệu có sẵn, mà là đất để họ tạo nên sự khác biệt trong sự khổ luyện tài hoa. Dạ con chào chú ạ. Thấy những ngón đàn của chú thì rất là điêu luyện. Chú đã theo nghề này được lâu chưa? Chú theo nghề này khoảng trên 40 năm. Chú có thể cho con biết là cái duyên ngày xưa mà mình bén duyên với cái loại hình nghệ thuật ca Huế này là cái duyên như thế nào? Thì ca Huế là ở Huế là một cái ngày xưa là rất thịnh hành. Bởi vậy cho nên người Huế bây giờ các cụ ông cụ bà ngày xưa là hầu như là người nào cũng biết các bài bản ca Huế. Và cái hình thức học thì là cũng có nhiều hình thức. Có những người ta là học gia truyền từ trong nhà mà ra. Rồi người ta dạy cho nhau, ông dạy cho con hoặc là bố dạy cho con, hoặc là một hình thức thứ hai, học thứ hai là cả ở Huế có những cái trường âm nhạc, người ta dạy cho các loài nhạc dân tộc, đàn nguyệt, đàn bầu, đàn nhị, đàn tranh, rất là thịnh hành. Dạ thưa chú, ngoài cái việc là biểu diễn cho du khách thì cái loại hình ca Huế này nó sống trong lòng của những người dân Huế như thế nào? Cái ca Huế này là đối với dân già ở Huế thì là rất nhiều gia đình và rất nhiều người có cái truyền thống dạy ca Huế, cũng như là thông qua sinh hoạt hàng ngày trong lao động, hoặc mừng nhà mới, hoặc mừng đám cưới, hoặc mừng thôi nuôi con, nó vẫn lưu giữ lại trong một số gia đình
người ta có truyền thống âm nhạc thì người ta thông qua cái sinh hoạt, học tập cũng như là dạy dỗ hoặc cái ru con, người ta vẫn thường dùng các cái điệu ru của miền Trung để mà ru con. Chú có biết được rằng là cái loại hình này đã xuất hiện bao lâu rồi, và với 40 năm hoạt động thì chú thấy sự thăng trầm của ca Huế trong cái thời buổi hiện đại này như thế nào? Ca Huế thế này là tôi không phải là nhà nghiên cứu, nhưng mà các ông thầy dạy lại thì cái ca Huế nào nó xuất hiện tương đối lâu, từ thế kỷ thứ 13, 14 là nó đã thịnh hành. Dạ, thưa chú là một người lớn tuổi và cũng có thể nói là sống cả cuộc đời mình với ca Huế, thì chú có cái tâm nguyện gì đối với những lớp trẻ, những người sẽ là những lớp kế thừa để lưu giữ cái nét ca Huế này? Trong thực tế cái sinh hoạt văn hóa, đặc biệt là ca Huế này, thì như anh thấy là cũng ở Huế hiện nay rất thịnh hành. Anh thấy những dòng sông hiện nay là cũng trên một địa điểm đầu thế này cũng rất nhiều thuyền ca Huế. Thì như vậy có lực lượng phục vụ rất nhiều người, và họ được qua cái hình các hình thức biểu diễn này, rồi cũng như hình thức biểu diễn của sân khấu, thì đã nuôi dưỡng lớp trẻ. Tuy rằng là thời buổi này thì cái âm nhạc mới nó rất phát triển và nó du nhập vào rất nhiều, nhưng mà cái ca Huế này nó cũng không bởi vậy mà nó nói mai một, nó vẫn phát triển rất là tốt. Vâng. Như nên dòng sông này một đêm có thể là 40-50 thuyền, không có khi nhiều khi không có lực lượng biểu diễn để phục vụ cho khán giả. Bốn bản nhạc lễ cung đình Huế, Lưu Thủy, Kim Tiền, Xuân Phong, Lan Hô đưa người xem ngược dòng thời gian về với những cung đình, những nét đẹp của một thời quá khứ vàng son đã khép lại. Ca Huế với những âm sắc ngọt ngào của giọng nói xứ Huế, giọng hò của người Huế, hòa trong không gian tĩnh mịch của đêm tối, dưới sắc nước lung linh của hoa đăng, đã làm tâm hồn lữ khách thêm lắng động, để một lần được nghe ca Huế là nhớ mãi. Chính vì thế, ca Huế trên sông Hương được người dân cố đô trân trọng giữ gìn và phát triển qua hàng trăm năm nay. Trước bao nhiêu biến cố thăng trầm của lịch sử, như một tài sản văn hóa vô giá của mảnh đất thần kinh này. Đêm thẳm sâu, những gì mà sông Hương mang trong mình là một huyền bí, là một sự chở che thiêng liêng, là sức sống nhiệm màu của người dân xứ Huế. Sông Hương như tên gọi của nó, với chuỗi hành trình hơn 100 km từ Đại Ngàn về đầm phá biển khơi, đã phủ cái đẹp và hương thơm lên vùng đất sông chảy qua, khiến sông Hương từ lâu đã được xem là báu vật của vùng đất cố đô.